Rồi cái chùi này, sản phẩm chùi này của shop nè, thì khi mà chùi lên da môi á, chị em làm á, chị em sử dụng cái này trong quá trình làm á, chị em sử dụng á, chùi môi cho sạch để kiểm tra màu mực nó sẽ tốt hơn là nhiều em hay nhiều bạn á làm á dùng cái Vaseline này. Cái Vaseline này nếu mà các bạn á dùng nhiều quá đó, nó sẽ bị lấy đi màu mực của trên cái da của mình, chưa kịp thấm nó sẽ lấy đi, mà cái sản phẩm này của mình thì nó sẽ không bị trôi đi mực của ở trên da khách hàng, nó làm sạch và nó không có làm trôi những cái mực đã ghim vào ha. Có nhiều bạn làm xong cái môi mà dùng Vaseline nhiều quá làm ra cái màu nó sẽ bị tuột hết và nó sẽ không còn giữ cái màu môi ở trên, thì mình có thể là mình dùng thay thế dùng ảnh này. Còn cái này khi nào môi khách hàng khô quá thì mình sẽ dùng balm với lại cái này, nhưng mà một lượng rất là ít, rất là nhỏ thôi, hơi nhẹ một cái ở trên. Nếu mà lỡ như là mình dùng nó hơi bị lố tay nhiều quá thì mình dùng cái giấy này mình chậm đi, chậm cho nó bớt được bớt cái lượng ấy đi, chứ không nhiều quá mượt quá trơn quá thì nó sẽ làm trôi cái màu hoặc là cái màu khó bám ở trên da của mọi người ha. Thì cái đây của mình là đang có giá cho khách hàng, hồi trước là một cái cặp này của mình là cái chai này bao gồm tặng cái này cho khách hàng thì là 150.000, thì hôm nay mình sẽ có giá tốt cho chị em nhà mình là cái này vẫn là y chang, vẫn tặng cho chị em thêm cái refill này ha, chăm thêm cho chị em khi mà mình hết mình chăm thêm, nhưng mà hôm nay là có giá tốt cho chị em mình là giá yêu thương á, là 120.000 một cặp giống như vậy ha, một cặp giống như vậy. Và mình sử dụng cái này thì nó an toàn cho mình và là sạch nữa, không có bị lấy đi cái màu mực đã ghim ở trên da. Rồi trên tay mình đang có một cái lượng màu thì mình sẽ test thử cho mọi người xem ha. Đây ha. Nè, đây là mọi người thấy không? Sẽ lấy đi cái lượng mực, nhưng mà cái da không có bị khô ha, cái da khách hàng vẫn không bị khô, vẫn bị mực cái nè, nó không có làm khô da của khách hàng. Thì cái sản phẩm này bên nhà Quy Thảo mình là khách hàng cũng tin dùng rất là nhiều, thì mình muốn giới thiệu cho chị em những cái sản phẩm tốt bên nhà Quy Thảo mà khách hàng sử dụng rất nhiều nha.